Trâm ơi, nhiều bạn hỏi cách cho tin nằm với chị Trâm hướng dẫn nha. Đơn giản em. Đầu tiên nha, khi mà em muốn cho tin nằm thì em sẽ chuẩn bị cho chị hai cái gối, tức là nó sẽ đủ cao để các mẹ kê cái đầu lên ha. Tại vì khi mà chúng ta để cái gối cao ấy, chúng ta sẽ thấy con rất là rõ. Bây giờ chị sẽ thịnh phạm nằm luôn ha. Đầu tiên này thì mình sẽ đặt em bé làm sao mà cái mắt của con sẽ ngang với lại cái đầu ti của mẹ. Chị lấy ví dụ như đầu ti thì là ở đây đúng không? Thế thì mắt của con này, đặt em bé là sẽ mắt của con nó nằm ở đây này. Và khi mà kê gối ấy, thì chúng ta nhớ là kê cái đầu thôi, không có kê vai lên nha, không kê cái đầu thôi. Rồi khi mà đặt con xuống thì mình sẽ quay em bé về phía mình, quay em bé về phía mình và mình sẽ điều chỉnh này, cái tay này của con á thì sẽ để ở dưới cái ti của mình, hoặc là những cái ti mà ti phẳng á thì đôi khi để ở dưới này cũng sẽ bị vướng, thì mẹ có thể là khép cái tay em bé xuống và mình sẽ quay qua như vậy này. Sau đó cái chân trên, đây là chân dưới, đây là chân trên sẽ đưa về phía mẹ ha, chân trên của bé sẽ đưa về phía mẹ này, chân dưới thì đẩy ra đằng sau để cho em bé có thể là áp vào trong cái người của mẹ, và đồng thời cái chân trên của mẹ này đưa về phía bé mình kẹp lại, chân dưới mình hơi đẩy ra đằng sau. Đó thì mình đã có một cái tư thế đúng rồi. Rồi mình sẽ dùng cái tay này nè, mình thều như vậy ha, mình sẽ đỡ vào cái gáy của con, gáy của con ở đây này, mình đỡ vào gáy của con này, và cái tay này mình sẽ dùng để kẹp ti này. Hai cái tay này nó sẽ song song với hai môi con á ha, mình gióng hai cái môi con ở đây thì mình sẽ đưa lên ti á, mình gióng lên đây và mình sẽ kẹp song song, mình vẫn cái ti lên này. Đó thì mình sẽ thều con ha. Thì khi mà con vừa há miệng ra thì một là mẹ sẽ nhoài cái mười mẹ vô để cho bé chốt ti, hoặc hai nữa là mẹ sẽ dùng cái tay mà đang ôm gáy con á, mẹ đẩy gáy con vào, mẹ đẩy gáy con vào, và sau đó cái tay này của mình vẫn giữ như vậy này để giúp cho bé có thể là chốt được cái ti này ha. Mình sẽ giữ trong khoảng 30 giây. Khi mà thấy em bé nó chốt được ti và nó vú được rồi á thì bắt đầu là mình có thể buông cái tay này ra và mình ôm em bé như thế này này. Đó, như thế thì mình đã có một cái khớp mộng ti nằm.